Sáng qua 7 tháng 10 tại tỉnh lộ 155 đoạn qua địa phận xã Trung Chảy, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra thêm một điểm sạt lở lớn ta luy dương gây ách tắc giao thông. Vị trí sạt lở nằm trước trạm thu phí cầu Móng Sến khiến cây cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam bị tê liệt. Theo ước tính ban đầu, điểm sạt lở có chiều dài khoảng 60m, khối lượng đất đá khoảng 20.000 mét khối tràn ra lòng đường tỉnh lộ 155. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng. Các phương tiện di chuyển theo hướng từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa dần ngược lại, không qua cầu Móng Sến mà đi theo quốc lộ 4D dốc 3 tầng. Trước đó, từ ngày 4 tháng 10, khi phát hiện khu vực này có dấu hiệu sạt lở ta luy dương, lực lượng chức năng tổ chức cắm biển, căng dây, cảnh báo và hướng dẫn giao thông để người dân đi lại an toàn. Cho đến thời điểm này, những vụ sạt lở đất mới vẫn liên tục được cập nhật. Thời tiết mưa nhiều khiến cho năm nay sạt lở đất và lũ quét có những diễn biến bất thường và nghiêm trọng. Đi cùng với công tác ứng phó, việc xây dựng lại nhà ở cho người dân sau thiên tai đang được triển khai tích cực. Việc có một mái nhà ngay sau thảm họa là rất cần thiết để người dân ổn định cuộc sống. Nhưng trong bối cảnh quỹ đất của các tỉnh miền núi Tây Bắc eo hẹp, sạt lở đất ngày càng diễn ra nhiều hơn, việc tái thiết không thể triển khai nhỏ lẻ cục bộ cho từng chủ diện. Theo các chuyên gia về địa chất, việc chọn được diện tích và xác định được quy mô hộ dân phụ thuộc vào quy mô di dân dự kiến. Quá trình khảo sát, thiết kế phải theo quy định hiện hành về xây dựng nhà ở và phải hết sức chú ý đến tác động của các yếu tố xung quanh, ví dụ như các hiện tượng thiên tai, hoạt động của các dòng chảy sông suối ở trong khu vực và cần có thêm các giải pháp công trình, đặc biệt là giải pháp thoát nước. Trong một số trường hợp cần thiết cho các khu tập trung đông dân cư, hoàn toàn có thể định cư quy mô cấp thôn và một dãy thôn, khoảng gần 100 hộ dân. Để tái định cư cho người dân phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề. Quan trọng nhất là kinh phí và khu vực tái định cư phải đảm bảo sinh kế cho người dân. Ví dụ 10 đến 15 hộ dân hay ít hơn, công sức chi phí bỏ ra rất tốn kém. Nếu giải pháp quy hoạch trước, xây dựng các khu có quy mô rộng lớn hơn và đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo bền vững lâu dài, tái định cư được nhiều hộ dân hơn và hiệu quả lâu dài hơn. Bên cạnh yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, sau khi tái định cư phải đảm bảo cho người dân vẫn phát huy được sinh kế, văn hóa tập quán. Trong nhiều trường hợp phải cân nhắc giữa một số tiêu chí khác, ví dụ để đảm bảo an toàn cho các khu tái định cư, độ cao địa hình phải ở trên mức tác động của dòng chảy hiện tại khu vực đó, sạt lở lũ quét trong khu vực ít xảy ra hoặc chưa xảy ra. Nhưng việc chọn được khu vực đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí này gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo khi xây dựng các khu tái định cư, chính quyền người dân nên có sự tham vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực phù hợp, đặc biệt quan tâm đến vấn đề độ cao, địa hình, diện tích mặt bằng dự kiến san lấp. Ví dụ trong cùng một khu vực, nếu chúng ta san lấp trên diện tích quá rộng, vô hình chung lại tạo ra một khu vực có nguy cơ sạt lở mới. Khu dân cư sống cạnh con suối là hình ảnh rất quen thuộc và phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng có thể nhìn thấy rủi ro tiềm ẩn trong hình ảnh tưởng chừng thanh bình này. Những con suối ở miền núi thường phát triển xâm thực đứng, tức dòng chảy suối phải thẳng. Tuy nhiên, con suối ở đây trong một đoạn ngắn lại quanh co đến 2 lần. Như vậy, trong lịch sử hình thành, rất nhiều lần đất dốc của hai bên bị sạt xuống, chắn ngang dòng chảy và làm cho con suối bắt buộc phải chuyển dòng. Và trong tương lai cũng không có gì chắc chắn sự việc này không lặp lại. Thứ hai, rất nhiều hộ dân ở quá sát dòng sông suối ở mức độ cao, địa hình tương đối so với lòng suối là không nhiều. Khi dòng suối có lũ lớn hoặc bị nghẽn dòng, dẫn đến hiện tượng phá hủy đập chắn tạm thời, khiến toàn bộ hộ dân ở vùng đất thấp hoàn toàn có thể bị vùi lấp. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần phải có một bộ quy trình quy phạm từ bước khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành cũng như duy trì sự ổn định của các công trình hạ tầng. Trong đó, nhà cửa, đường giao thông và các loại hạ tầng khác trên các vùng đất dốc có nguy cơ sạt lở và lũ quét. Theo kinh nghiệm của các nước phát triển, từ khi họ xây dựng được bộ tiêu chuẩn, thiệt hại do thiên tai gây ra giảm đáng kể. Việc trồng lại rừng, phục hồi rừng sau thiên tai cần phải hiểu đúng. Nhiều vùng đất dốc phát triển rừng sản xuất, tức là trong thời gian ngắn lại khai thác. Ví dụ cây keo có chu kỳ khai thác khoảng sau 35 năm, có thể mang lại lợi ích kinh tế ngắn hạn. Như hình thức trồng và khai thác này làm ảnh hưởng lớn đến việc ổn định mái dốc,
ảnh hưởng theo khía cạnh tiêu cực, gây ra khối trượt quy mô lớn, tạo điều kiện phát triển những khe nước sâu, rộng, ngay cả trên địa hình có độ dốc không cao. Để tái thiết được khu vực dân cư an toàn sau thiên tai, còn có sự vào cuộc của rất nhiều bên, từ trồng rừng, xây nhà, cảnh báo thiên tai. Trước hết phải có bộ quy trình, quy phạm hoặc có các hướng dẫn chi tiết cụ thể, những điều kiện tiêu chuẩn để lựa chọn và cách thức xây dựng các khu tái định cư. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực triển khai bản đồ khoanh định các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có thể khoanh định chính xác và cụ thể những khu vực có nguy cơ, từ đó đề ra những giải pháp chiến lược lâu dài,